tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Tuổi trẻ huyện Lang Chánh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, là dịp để tuổi trẻ toàn huyện ra sức thi đua, lao động, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm năm thanh niên tình nguyện 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các nhóm hoạt động trọng tâm của đoàn hướng về cơ sở, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của tổ chức đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các hoạt động đồng hành, phát huy công sức, trí tuệ, khát vọng, hoài bão của thanh niên, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các hoạt động của phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và ngày đoàn viên, tổ chức các hoạt động xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với đoàn viên thanh niên, huyện Dương thanh niên tiêu biểu, ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với các hoạt động cấp tỉnh, tổ chức chương trình tháng 3 biên giới, tuổi trẻ Lang Chánh tiên phong đảm nhận nhiều phần việc ý nghĩa thiết thực được các cấp bộ đoàn triển khai trên địa bàn. Tháng thanh niên năm 2024, tháng của năm thanh niên tình nguyện, tháng của tuổi trẻ, của những hoài bão và khát vọng đem về mùa xuân rực rỡ, cống hiến sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tuổi trẻ huyện Lang Chánh nhiệt liệt hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.